Em gái Nhã Phương vô tình để lộ chuyện chị gái thật sự đang mang bầu. Vừa mới đây, Phương Anh em gái của Nhã Phương vừa chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Cô tiết lộ với bạn bè rằng mình đang mang thai con đầu lòng sau hơn 2 tháng lấy chồng. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện với một người bạn, Phương Anh bất ngờ để lộ thông tin về chị gái Nhã Phương. Cụ thể một người bạn bày tỏ mong chờ lắm hai thiên thần nhỏ của hai chị. Phương Anh lập tức trả lời chị cũng mong chờ lắm thấy có em bé vui vui nè lời chia sẻ của em gái nhã phương phần nào càng khẳng định thêm tin đồn nhã phương đang mang thai trước đó là đúng nếu điều này là đúng sự thật thì thời gian tới gia đình của nữ diễn viên nhã phương sẽ liên tục có tin vui trước đó mặc những tin đồn cưới chạy bầu hay đang mang thai trường giang và nhã phương đều chọn giải pháp im lặng trong buổi họp báo một chương trình truyền hình mới đây khi được hỏi lúc nào sẽ có dự định sinh con Trường Giang cũng né tránh và chia sẻ, khi nào có tôi sẽ thông báo. Trường Giang cảm thấy hối hận vì không lấy vợ sớm hơn. Lần đầu tiên xuất hiện sau chuyến nghỉ dưỡng trăng mật tại Hàn Quốc, Trường Giang cho biết anh cảm thấy rất vui khi lấy vợ. Chiều ngày 9 tháng 10, khi xuất hiện tại buổi ra mắt game show thách thức tranh hài mùa năm, Trường Giang đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bởi đây là lần đầu tiên anh xuất hiện công khai sau chuyến trăng mật cùng Nhã Phương tại Hàn Quốc. Ngoài những chia sẻ xoay quanh chương trình, câu chuyện đời tư sau khi lấy vợ của Mười Khó cũng được mọi người quan tâm và đặt câu hỏi. Thay vì né tránh nhắc chuyện tình cảm như trước, Trường Giang tỏ ra khá thoải mái khi chia sẻ. Lấy vợ vui lắm, tôi còn nghĩ tại sao trước đây mình không lấy vợ sớm hơn. Giờ tôi đã 36 tuổi rồi, nếu tôi lấy từ lúc 30 thì giờ đã có con rồi. Lấy vợ trễ quá thì sau này là cha già con mọn. Khi được hỏi về việc phân chia công việc của hai vợ chồng, nhất là khi cả Trường Giang và Nhã Phương đều trực thuộc hai công ty khác nhau, nam diễn viên cho hay, công việc của hai vợ chồng mỗi người mỗi hướng đi riêng, không liên quan đến nhau nên tôi không ép Phương phải về chung công ty với mình. Thứ duy nhất hai đứa định hướng chung là xây dựng mái ấm gia đình. Chỉ khi cùng nhau giải quyết chuyện gia đình thôi, hai vợ chồng sẽ cùng quyết định. Ông xã của Nhã Phương còn ví von cho hay, Trước đây Trấn Thành từng chia sẻ mỗi ngày anh ra đường chỉ được Harry Won cho 2 triệu gần túi. Nhưng với Trường Giang thì từ ngày lấy vợ tôi ra đường mà trong túi không có một cách. Tất cả chi phí tiêu xài của tôi đều có trợ lý lo từ A đến Z. Tôi mà lén phén làm gì là trợ lý xa mét với vợ. Với Trường Giang thì phe vợ lúc nào cũng mạnh hơn mà, tôi đầu dám cãi lại. Khi được hỏi về kế hoạch sinh con, và đặc biệt là tin đồn Nhã Phương đang mang thai 4 tháng, Trường Giang không trả lời trực tiếp mà chỉ hài hước đáp lại. Ai mà chẳng đến lúc có con, khi nào vợ em sinh thì em sẽ có con thế thôi. Ngoài những chia sẻ đầy thú vị sau khi lấy vợ, Trường Giang cũng tiết lộ một vài chuyện hậu trường khi trước đây. Anh từng đối mặt với chuỗi ngày khó khăn, thường xuyên đón nhận những tin đồn và bài báo sai sự thật. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đâm đầu vào xe chết cho xong. Trên mạng xã hội có quá nhiều tin đồn không đúng về mình. Nhiều người mặc nhiên phán xét chỉ trích mình, Tôi nói với vợ là tôi không muốn sống nữa. Tuy nhiên, Nhã Phương đã lên tiếng động viên ông xã rằng, nếu anh không sống cho anh thì anh sống cho ai? Vậy anh có sống cho em và cho gia đình không? Chính câu hỏi sâu sắc của Nhã Phương đã khiến Trường Giang tỉnh ngộ, mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn. Trường Giang và Nhã Phương đã tổ chức lễ cưới vào ngày 25 tháng 9 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Sau đó cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 9 khối tài sản tiền tỷ của Trường Giang mà Nhã Phương có thể sở hữu sau khi cưới. Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang đang là doanh hài hàng đầu làng giải trí Việt Nam. Ngoài sự nghiệp vững chắc, tên tuổi được nhiều khán giả yêu thích, nam nghệ sĩ 1983 còn có cuộc sống giàu có khi sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đồng. Cùng điểm qua khối tài sản Nhã Phương có thể dùng chung sau khi làm vợ Trường Giang. Biệt thự gần biển giá 15 tỷ đồng cùng chung cư hạng sang. Giữa tháng 4 2017, phía trường Giang xác nhận thông tin đã mua căn biệt thự xa hoa gần biển Phú Quốc để làm quà sinh nhật mừng tuổi mới. Được biết chính là tài sản lớn nhất mà diễn viên taxi em tinh gì phải dành dụng nhiều năm mới có thể sở hữu được. Dù không công khai giá trị biệt thự, nhưng một nguồn thông tin thân cận cho biết nơi ở của Trường Giang có trị giá gần đến 15 tỷ đồng. Cùng với không gian rộng rãi, hiện đại, tiền chi phí để Trường Giang đầu tư nội thất, vật dụng, ưng ý trong nhà cũng ở mức không hề nhỏ. Do hoạt động chính tại thành phố Hồ Chí Minh nên chỉ khi nào rảnh rỗi, Trường Giang mới bay ra Phú Quốc để nghỉ dưỡng tận hưởng cuộc sống. Hiện tại anh chủ yếu sống tại một chung cư cao cấp ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, xe hơi gần 2 tỷ đồng. Từ khi có thu nhập ổn định nhờ việc đi đóng phim, tham gia game show, đi diễn hài, làm hình ảnh đại diện, Trường Giang đã nhanh chóng sở hữu xế hộp tiền tỷ. Không quá khó để phát hiện nhiều năm qua, danh hài sứ quản trung thành với chiếc xe hơi Mercedes C300 màu đỏ có trị giá gần 2 tỷ đồng. Xe hộp hạng sang này không chỉ để Trường Giang thuận tiện hơn cho việc đi lại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đi diễn ở các tỉnh lân cận, mà còn giúp anh khẳng định thêm cuộc sống sung túc của mình. Bên cạnh xe Mercedes C300, cuối tháng ngày 5, 2017, Trường Giang còn mua tặng Nhã Phương một xe hơi màu trắng trị giá 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn thông tin cho biết Trường Giang và gia đình còn sắm thêm một chiếc xe sang trọng đắt đỏ, nhưng hạn chế sử dụng khi nam danh hài đi diễn xuất hiện trước công chúng. Nhà hàng riêng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh Cùng với hoạt động nghệ thuật, từ năm 2017, Trường Giang còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Để có cơ ngơi chuyên phục vụ những món ăn dân giả của Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Giang và người thân cũng phải đầu tư số tiền khá lớn cho không gian và nội thất hiện tại nhà hàng của trường giang tọa lạc ở cung đường trung tâm của quận 3 thành phố hồ chí minh địa điểm không phải ai cũng dám đầu tư để kinh doanh ăn uống vì mọi chi phí đều rất ở cao thời gian đầu mới hoạt động nhà hàng của trường giang nhận được ý kiến trái chiều về giá cả thái độ phục vụ của nhân viên song sau loạt những khó khăn cơ ngơi này vẫn đông khách đến ủng hộ và giúp nghệ sĩ đa tài có một nguồn thu nhập đều đặn Quế Vân căng thẳng nói về việc đu bám mai chuyên trường giang. Tôi không phải vị thần để yêu một người tệ bạc như vậy. Tưởng sự việc đã chìm vào quên lãng. Mới đây giữa thời điểm đám cưới của Trường Giang và Nhã Phương đang rộn ràng, Quế Vân bất ngờ gây chú ý với những chia sẻ lấp lửng về tình yêu. Dẫn lên bài hát có tựa đề Anh yêu em vào cõi chết do ca sĩ Hoài Lâm trình bày. Quế Vân bảo, em yêu anh không còn chi nói nữa. Ngay lập tức, cư dân mạng hoài nghi người đẹp này đang ẩn ý nói về tình cảm của mình với nam danh hài chuyện trước đó thậm chí còn ly kỳ hơn chẳng là quế vân và nam em đều là tình cũ của trường giang trước ngày cưới của nam nghệ sĩ hài hai người đẹp này bất ngờ hội ngộ ở hà nội đang tạo khoảnh khắc thân thiết bên nhau trong lúc màu màu trường giang nam em đang ở đỉnh điểm quế vân không ít lần lên tiếng bênh vực cô em gái quế vân cho rằng cô là người thấu hiểu nỗi khổ của nam em ở thời điểm đó hơn ai hết từng hy sinh quá nhiều vì trường giang quế vân không khỏi xót xa khi chứng kiến nam em lập vào cảnh tương tự sau khi nghe nam em kể lại quá khứ muốn tự tử tại đà nẵng hồi còn yêu trường giang quế vân quyết định phải nói thật về tính cách của nam danh hài người đẹp hà thành tiết lộ lý do trường giang rời bỏ nam em là vì người đẹp không đồng ý gửi trao tấm thân cho anh Quế Vân từng phải chịu rất nhiều chỉ trích khi liên tục nhắc đến chuyện với Trường Giang. Trên trang cá nhân của người đẹp này vẫn liên tục xuất hiện comment với những lời lẽ khó nghe, thậm chí miệt thị. Theo đó, Quế Vân khẳng định nếu muốn rõ mọi việc, tốt nhất dân mạng nên tìm hỏi thẳng Trường Giang. Cô cho biết nếu mình đu bám Trường Giang thì đã không quyết định rút khỏi showbiz. Với Vân khẳng định thêm rằng, nam em là em của mình. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long biết Trường Giang yêu Quế Vân từ trước và từng trách chị mình tại sao lại yêu Trường Giang như vậy. Tôi không phải là một vị thần để yêu một người tệ bạc như vậy đến giờ, bao nhiêu năm rồi. Chính các bạn mới là người ép tôi yêu người đó. Trong khi tôi viết status là về người yêu mới của tôi cơ mà. Tôi yêu mấy người rồi, chứ không phải một mình người đó đâu, Quế Vân nói. Harry Won cạo sạch lông con mèo trị giá 3 ngày USD, trấn thành đau điếng vì tức. Vì muốn thử chiếc tông đơ bố chồng mới mua, nên Harry Won đã tự tay cạo sạch lông con mèo từng được mua với giá 3.000 USD. Sau khi về chung một nhà, Harry Won và Trứng Thành thường xuyên khiến khán giả phải phì cười vì những câu chuyện hài hước quanh cuộc sống vợ chồng của họ. Mới đây trên Facebook, Trấn Thành đau lòng kể lại một câu chuyện khiến anh vô cùng bàng hoàng và có liên quan đến bà xã. Vì rất yêu thích mèo, Harry Won đã mua một con trị giá 3.000 USD ngay từ khi biết giá trị của thú cân. Trứng Thành đã vô cùng sửng sốt, nhưng khi về nhà thấy ngoại hình xinh xắn đáng yêu của chú mèo, anh không nói thêm gì nữa. Thế nhưng, bỗng nhiên vào một ngày anh bàng hoàng nhận ra con mèo khi vợ gửi một số bức ảnh. Trong phút cao hứng, Harry Won đã tự tay cạp sạch lông của nó. Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con mèo, Trứng Thành lặng người, lệ hờn ứa mi, chết lâm sàng như từ hải. Khi viết status, anh không ngần ngại gọi Harry Won là nó, còn gọi con mèo là em và dọa nạt rằng giết nó được chưa. Câu chuyện hài hước do Chứng Thành kể cùng bộ dạng đáng thương của con mèo trị giá 3.000 USD đã trở thành câu chuyện son sao cộng đồng mạng. Cận cảnh chú mèo cưng trị giá 3.000 USD và bị Harry Won cọ sạch lông. Nghĩ, một con mèo mà nó mua gì tới 3.000 nhưng khi em về em đẹp như tiên, ok câm miệng rồi cũng một ngày đẹp trời cũng đang quay nó gửi tôi cái hình trong trạng thái rất tự hào kèm dòng nhắn em mới tự tay cạo lông cho nó nè anh thấy em giỏi không tôi buông máy lặng người lệ hơn ướt mi chết lâm sàng như từ hải lấy lại bình tĩnh tôi hỏi mất cái gì mà trứng lên tự nhiên cạo lông thằng nhỏ vậy nó đáp vô tư thế ba mới mua cái tông đơ cạo lông cho bu và su hai con chó ở nhà thế vui vui và sẵn em nghi nó bị ghẻ ngứa em cạo luôn cạo xong mới biết nó không bị giết nó được chưa ai đời chủ cả gì đâu mà ác như mẹ chồng nó không có thẩm mỹ thì tự ứng lên người nó đi chứ mắc gì gieo nghiệp lên thằng nhỏ ai dựa ai khiến nó còn bồi thêm câu em cạo lần đầu mà cạo được như vậy là đẹp lắm rồi vi diệu chưa Thằng nhỏ đi từ Nga về đẹp như thái tử trong hoàng cung Ai Cập. Qua tay nó pha chế, thằng nhỏ y như nạn nhân duy nhất còn sống sót sau đám cháy, còn gia đình thì chết hết vậy đó. Trời ơi là trời, ba ngàn đô của tôi, con trai của tôi, ai khóc nổi đâu này, Trấn Thành viết.